À, Linh này, không biết là dịp Giáng sinh vừa rồi thì em có vào đi lễ nhà thờ không? Có anh ạ. Thế thì khi mà vào nhà thờ thì có những điều gì ở trong đó làm cho em thích thú? Khi mà vào nhà thờ thì em thích được nghe những bài giảng kinh thánh. Nhưng mà một điều làm em đặc biệt chú ý hơn đó là những bức tranh kính được trang trí ở trong các nhà thờ anh ạ. Điều đó làm em rất là tò mò, muốn tìm hiểu xem là tại sao người ta có thể sản xuất ra được cái tranh kính nó tuyệt vời và đặc sắc đến như vậy. Anh biết một người có thể giải đáp hết tất cả những thắc mắc của em về những tấm tranh kính này. Hãy cùng đi theo anh để khám phá nha. Anh ơi, thế thì mình đi luôn nhé. Họa sĩ, nhà điêu khắc Phạm Hồng Vinh là người đầu tiên ở Việt Nam có ý tưởng và thực hiện điêu khắc tranh trên mọi chất liệu kính, ở mọi không gian nội thất, ngoại thất. Ông cũng là người đầu tiên và duy nhất được Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội phong tặng nghệ nhân điêu khắc tranh kính cho tới thời điểm này. Giới thiệu với Linh, đây là họa sĩ nhà điêu khắc kính Phạm Hồng Vinh, là người ngày hôm nay sẽ giải đáp cho chúng ta tất cả những cái thắc mắc về tranh kính mà hai anh em mình đã rất là tò mò, đúng không nào? Chú ơi, cho cháu được hỏi là cái nguồn gốc của những cái thể loại tranh kính này là bắt nguồn từ đâu ạ? Tranh kính thì nó là bắt nguồn từ châu Âu và cũng phải cái trên 400 năm. Nó đã hiện hữu ở trên các cái nhà thờ cổ và những cái nhà thờ ở Ý, ở Pháp. Và nó bắt nguồn là từ những các cái miếng mảnh thủy tinh màu đấy, người ta đưa lên nhà thờ và từ cái chỗ người ta thấy đẹp và người ta bắt đầu người ta nấu thành các cái loại thủy tinh màu và để tạo lên cái bức tranh. Và những các cái mảnh thủy tinh đấy được ghép bằng chì, ngày xưa là ghép bằng thiếc đấy, để thành những cái bức tranh, những các cái hoa văn, những cái các cái vị thánh của các nhà thờ đấy là người ta đưa lên trên và để làm các cái ô cửa sổ. Cách đây hơn 100 năm thì cái tranh kính bắt đầu nó hiện hữu, nó đưa về Việt Nam. Vậy là có những loại tranh kính nào ạ? Cơ bản nhất là nó có 3 loại. Loại thứ nhất là loại tranh kính ghép màu, tức là những các cái mảnh thủy tinh người ta cán ra, người ta ghép vào. Thế còn một loại tranh thứ hai là tranh vẽ ở trên kính, hoặc là in ở trên kính, như là ở các cái làng truyền thống ở Cần Thơ, ở trong Sài Gòn ấy. Thì hiện nay người ta vẫn có những cái làng nghề để làm cái tranh vẽ đấy, hoặc là tranh in. Thế thì gần đây đến năm 90 thì chú bắt đầu chú nghiên cứu về công nghệ tranh kính và chú đã sáng lập ra một cái thể loại tranh kính mới. Đấy là tranh kính điêu khắc. Điêu khắc là điêu khắc như ở trên gỗ để tạo lên những các cái phù điêu ở trên kính. Sau đấy mới lại vẽ màu vào. Sau khi vẽ màu vào mới cho vào nung. Thì cái dòng tranh này nó gọi là tranh kính Vinco 3. Đây là cái thể loại mà hiện nay đang hiện hữu ở trên các hầu hết các cái nhà thờ phía Bắc. Và nó sẽ trở thành cái loại tranh kính mà bền và nó phù hợp với các cái vùng khí hậu khắc nghiệt. Chẳng hạn như là nóng, ẩm, mưa nhiều, hoặc là những cái vùng mà bão cát, sa mạc, bởi vì cái này nó vừa chịu được lực, vừa chịu được nhiệt, vừa chịu được các loại hóa chất, chịu được tất cả các cái va đập. Chú ơi, tại sao mà từ đâu mà chú lại quyết định đặt tên cho cái thương hiệu của mình là Cô Ba ? Là 130 năm về trước là có cái hãng hương Cô Ba nổi tiếng ở Đông Phương. Thì về mặt mỹ thuật ấy, là nói Cô Ba thì người miền dân miền Nam đấy, yeah. Thì là Cô Ba có nghĩa là cái cô gái, là cô gái thứ đấy, và là cái người nổi tiếng xinh đẹp. Thế nhưng mà lại khó tính, mà lựa chọn một cái đồ gì đấy, một cái hàng gì đấy là phải toàn chỉ có dùng hàng xịn thôi, hàng nhiều thôi thì mới tức là có rất là nhiều những cái yếu tố để mà cùng hội tụ lại trong cái tên Cô Ba của cái thương hiệu của mình, phải không chú? Dạ, và cũng rất là nhiều cái ý nghĩa khác nhau. Vâng, nghe chú giới thiệu thì tụi cháu rất là tò mò, muốn biết những cái công đoạn cụ thể khi mà để tạo ra được một bức tranh kính này như thế nào. Chắc là mình sẽ cùng nhau đi đến xưởng. Mình sẽ cùng nhau đến xưởng sản xuất. Dạ vâng. Đến đấy là sẽ có rất nhiều cái điều thú vị mà mọi người sẽ được biết. Dạ vâng ạ. Địa biệt công ty này lâu lắm rồi. Đây là xin chào. Bạn Hà, đây là Hà Cô Ba đấy. Đây là nghệ nhân Việt Nam đầu tiên, trẻ nhất Việt Nam đấy. Chị ơi, ở đây mình đang làm công đoạn gì vậy chị? Cái này mình đang dán đến công đoạn là dán đề can lên trên kính. Yeah. Trên mặt đề can này không phải là đề can không, nhưng mà chúng ta đã có cắt hình ở trên đề can rồi.
Chú ơi, thế thì cái mà vẽ lên kính như thế này thì cần có bao nhiêu công đoạn tất cả? Để có một bức tranh kính hoàn thành chỉnh là phải qua 8 công đoạn. Công đoạn đầu tiên là mình phải phác thảo trên giấy, người ta gọi là design đấy. Thế sau khi mà vẽ xong cái công đoạn thứ nhất là gọi là design xong thì mới chuyển vào còn sang công đoạn thứ hai là vẽ đồ họa. Đấy thì để vẽ các cái nét contour để cho cái máy cắt sau này nó mới cắt tạo thành những các cái nét ở trên đề can. Cũng là cái hình của bức tranh. Xong mới chuyển cái công đoạn thứ ba là công chuyển dán đề can này vào cái khổ kính đấy. Thế sau đấy là đến công đoạn thứ tư là chuyển phòng phun cát áp lực. Thì các bạn phun cát sẽ khắc các cái hình ở trên đề can đã được cắt. Đấy, thế sau khi mà xong cái công đoạn khắc cát áp lực rồi thì chuyển sang khâu để tạo ra những cái ma che phức tạp. Đấy, ma che phức tạp thì nó qua công đoạn thứ nhất là làm glue chip để tập bóc các cái lớp thủy tinh bề mặt để tạo ra cái vân thủy tinh ở trên kính để nó long lanh đấy. Đấy. Thứ hai là phun cát để làm mờ mịn, mờ thô, đấy, mờ sần đấy. Đấy, hoặc là qua một cái công đoạn là mài tức là mài lõm nó xuống hoặc là mài đánh bóng. Đấy, nên nó tạo ra các cái mức độ các cái dạng ma che khác nhau mà nó phong phú thì nó làm cho bức tranh càng nhiều cái ma che thì cái bức tranh nó phong phú lên thì nó càng đẹp. Đấy. Thế sau khi mà mài xong rồi nó tạo lên các cái ma che theo ý muốn rồi. Chuyển sang đến công đoạn tiếp theo là mình dán bịt đề can. Tức là vẫn là cây mã đề can này để dán bịt hết các cái hình ảnh mà mình đã mài hoặc là đã khắc. Thế dán xong như thế rồi bắt đầu mới chuyển sang công đoạn phun sơn. Là công đoạn thứ 7 đấy. Phun sơn thì nó có hai loại sơn. Thứ nhất là sơn hữu cơ. Sơn hữu cơ là những các cái sơn màu trong nội thất để tạo ra một cái tranh siêu bền thì người ta không dùng cái sơn hữu cơ. Mà cô ba sẽ dùng cái sơn ceramic, nó gọi là sơn vô cơ, nó là các oxit kim loại hoặc là hydroxit kim loại để nó tạo màu lên trên đấy bằng các cái chổi cọ này, bằng súng phun này. Để cho nó có một cái độ siêu bền thì nó phải được chuyển đến một cái công đoạn là cho vào nung ở nhiệt độ cao để cho cái màu ceramic, men ceramic ở 700 độ nó mới chảy loãng ra. Nó bám vào mặt thủy tinh và nó thiêu kết như thế thì không bao giờ nó bạc được nữa. Vậy khi dán cái đề can này thì cần người thợ phải đòi hỏi những kỹ năng gì ạ? Khi dán đề can này là chính là mình ghép một cái bức tranh nhiều mảng thành một bức tranh hoàn chỉnh. Tức là một bức tranh được cắt nhỏ ra thành nhiều mảng để cho cái máy cắt đề can nó thực hiện được. Nó chỉ ở cái khổ 5-6-60 thôi. Vậy thì các cái đường nét cắt là nó phải khít vào với nhau. Khi mà dán các yếu tố, nếu mà mình kéo căng quá thì nó bị lệch hình. Mà mình mà dán mà không khéo nó bị nhăn hình. Tức là nó có rất nhiều các cái yếu tố có thể hỏng, rồi là cái cần cái sự khéo tay. Thật sự là nghe chú nói như thế cháu cũng rất là muốn thử làm xem ấy ạ. Anh Quân có muốn thử làm xem không? Ừ, anh cũng được đấy. Thế là nhờ chị Hà cho tụi em thử dán một miếng đề can này. Chị sẽ giúp các em định vị cái tờ giấy nhá. Đây nhá, chúng ta nếu mà để định vị cái tờ giấy thì chúng ta phải lật cái góc này lên này, cắt một chút xíu thôi. Đấy. Sau đó là mình sẽ dán giống như này. Đây là chúng ta miết cho nó dính xuống cái kính này. Đấy, xong kiểm tra lại một lần đi. Cái này thì chắc chắn là đây không, chúng ta định vị rồi thì không thể xê dịch được. Đấy. Cái gì còn cái khéo tay nhẹ nhàng đấy. Nữa thôi. Đây chúng ta làm như này. Đấy, mình có đừng có kéo mạnh, mình kéo mạnh là đấy, nó sẽ bị sai hình. Giấy mình phải lôi một chút. Đấy còn cầm hai tay như thế này. Đấy thấp xuống. Đấy. Tiến quá thì. Kéo hết xuống dưới. Đẩy lên đẩy xuống. Đấy như cái máy in đấy. Đúng rồi. Đấy. Đấy. Đấy dễ không? Nhìn thì đơn giản nhưng mà không ngờ cũng khó khăn. Không khó khăn đâu, cứ mạnh tay lên, hạ thấp cái này xuống, hạ thấp. Không quá. Lòng tay ra một tí, biết sát vào cái giấy. Cháu thấy chú mình đang làm cái tấm kính này rất là lớn hả chú? Ừ. Thế thì cái việc mà chọn cái tấm kính này nó có gì đặc biệt không chú? Kính là mình phải chọn cái kính tiêu chuẩn của nhà máy BFG, tức là cái tiêu chuẩn quốc tế. Tức là cái kính nó phải trong, nó không có bọt, nó không bị sóng. Chứ còn nếu mà mình làm các cái kính của Trung Quốc ấy, thứ nhất là cái màu của nó bị xanh, cái xanh lục của nó nhiều. Thứ hai là bọt. Thấy cháu dán một cái miếng nhỏ như này cũng rất là khó rồi. Thế một người thợ mà dán cả một cái như thế này thì sẽ mất bao nhiêu thời gian hả chú? À, với người thợ người ta làm nhanh hơn, người ta chỉ dán nó trong vòng nửa ngày thôi.
sau mình dán xong mình sẽ bóc các cái chi tiết mà đã được cắt vẽ ở trên cái đề can này. Đây xong rồi. Tách nhìn cái điểm góc này, cứa cho một cái. Đấy. Đây. Ừ đúng rồi. Nhìn chị làm ngon đúng không? Chị làm rất là dễ dàng. Có các cái đường mà. Chú ơi, điêu khắc ở trên kính là như thế nào? Mình có, chú có một cái sản phẩm nào đã được khắc trên kính không ạ? Đã có chứ. Rất là tò mò, muốn xem thử. Ở đây thì rất nhiều là kính điêu khắc, thế nhưng mà có một cái những cái sản phẩm mà nó có đủ tất cả 8 công đoạn, tương đối rõ nét thì mình sẽ đi đến đây. Đây là một cái bức tranh kính, một cái vách đấy, một cái vách cửa. Cái việc phun cát mình tạo lên các cái điêu khắc, các cái hình đường chỉ này, các cái nét công tua này. Mình thích khắc nét bản bao nhiêu cũng được mà khắc sâu bao nhiêu cũng được. Thế sau đấy mình tạo màu cho các cái nét công tua cho nó khỏe. Thế hoặc là nó có thể là nó đào sâu xuống, khắc sâu xuống. Thế sau đấy là có cái công đoạn như mình nói là mài đấy. Tức là mài lõm nó xuống. Đây là nếu mà mình di chuyển đấy thì cái phần điêu khắc nó sẽ ong ánh rất là đẹp. Đấy, hoặc là cái phần này là phần làm glue chip. Nó khác với cả cái phun cát, tức là bóc cái vân thủy tinh. Đây là khắc glue chip mịn nhỏ. Còn một cái loại là khắc glue chip bản to. Đây là sau khi mà mình đã phun cát vào thì nó sẽ có cái vân mờ như thế này. Đấy, phun cát là mình có, đây là phun cát mờ mịn, lại còn nhám sần thô, nhám sần mịn. Cái độ sần mình có thể điều chỉnh được. Lại điều chỉnh từng cái loại sần mịn, sần thô, sần bóng, sần bóng nữa cơ. Nó nhiều loại lắm. Cháu khá là tò mò về cái công đoạn phun cát đó. Chú có thể dắt bọn cháu đi đến để xem được không? Được, mình sẽ cho các bạn xem hết cái quy trình, lần cái quy trình mà của công nghệ Vinh Cô Ba. Đây, thì có thể là đi đến đây. Đây là một cái phòng kỹ thuật điêu khắc bằng cát, là khắc cát áp lực. Áp lực có nghĩa là người ta dùng máy nén khí để đưa cái đường hơi rất là mạnh với cả 700 atmosphere đưa vào cái đường ống hơi này. Với súng phun cát áp lực, hàng triệu viên cát sẽ làm mòn kính, tạo nên những đường khắc trên bức tranh. Đây cũng là cách điêu khắc độc đáo do nghệ nhân Phạm Hồng Vinh sáng chế ra. Chú ơi, cháu có một cái thắc mắc là cháu thấy cái cát này rất là mịn. Không biết là cái cát này mình lấy ở đâu ạ? Cái cát này ở biển Việt Nam, dọc bờ biển Việt Nam. Dọc hải ở các hải đảo Việt Nam và các cái bờ biển Việt Nam, đặc biệt là từ Cam Ranh thì cát nó rất tốt. Đấy, từ Nha Trang, Khánh Hòa, Cam Ranh ấy là cái cát đấy là tốt nhất vì hạt nó rất cứng và cái hàm lượng nhôm, oxy chrome nó cao, oxy silic nó rất cao. Đấy, cho nên cái nguyên liệu là tất cả đều là của Việt Nam, kính BNG của Việt Nam, nguyên liệu của Việt Nam. Thế tại sao mình không sử dụng những cái cát xây dựng hay là những cái loại cát khác? Cái cát xây dựng nó mềm. Thứ hai nữa là nó tạo thành bùn màu đen, nó bẩn lắm. Cái này nó không tạo thành bùn màu đen. Thế mà bây giờ chúng ta có thể là xem nghệ nhân điêu khắc. Đây là chị Soan. Chị Soan là chị là nghệ nhân điêu khắc. Là chị đang làm cái tranh nhà thờ đây. Để thể hiện ra được một bức tranh đẹp ấy thì nó đòi hỏi ngoài cái tính hoành tráng ra thì phải có những cái tỉ mỉ, có những cái điểm nhấn nhá đặc biệt thì nó tạo cho cái hồn của bức tranh, tạo cho cái điểm cái câu chuyện mà cái người họa sĩ muốn mang lại cho khán giả. Thế thì những cái chỗ đấy là mình phải tả hết sức tỉ mỉ. Vì ở công nghệ nước ngoài là glue chip, nhưng ở Việt Nam glue 3, glue là đây là mình dùng một cái loại keo hóa chất, keo được pha với cả các loại hóa chất để quét lên trên bề mặt kính. Và sau một cái thời gian, cái lớp keo này sẽ bóc cái bề mặt kính, bề mặt thủy tinh lên để tạo ra cái vân thủy tinh. Thì mỗi một cái loại hóa chất khác nhau thì nó tạo ra vân khác nhau, chẳng hạn vân đuôi chồn này, vân dương sỉ này, đấy, tức là hoa cúc này, thế hoặc là nhám mịn này. Đây mình có thể dùng dao mình cạo nó đi, là cạo đến đâu là nó sẽ hiện ra cái chip đây, đấy. Đây, mình sẽ làm mẫu này. Đấy. Đấy, dễ không? Đấy. Nó cạo đâu là nó đi đến đấy này. Đấy. Rất là dễ dàng và nó tạo ra cái vân. Đấy. Đấy, cháu có thể cạo chip đấy, hàng ngày là những người thợ vẫn cứ phải cạo chip. Đấy, cháu có thể cạo chỗ này. Đây đầy đầu dao này cũng được. Đấy. Lâu thì nó được. Mình để mất vào khoảng độ 70 tiếng.
70 tiếng. Rồi. Mình để dưới cái đèn này cho nó mau khô cái cơm. Nó phải có độ ẩm, nhiệt độ, độ ẩm áp suất nhất định thì nó mới nở được. Nói chung nó nhiều yếu tố kỹ thuật ở đằng sau. Đấy, được rồi đó. Bây giờ để so sánh một cái tấm kính đã làm rồi và một tấm chưa làm để cho mọi người có thể xem nhé. Để phân biệt, đấy, đấy giữa hai tấm, đấy. Cái này là chưa làm glue chip. Đấy. Cái này thì đã làm rồi thì đấy hai cái nó khác hẳn nhau. Bây giờ mình sẽ đến một cái công đoạn là công đoạn mài. Tức là sau khi mà full cut áp lực tạo hình rồi, bây giờ là cần mài. Đây là gọi là mài di, công nghệ mài di, mình sẽ đến công nghệ mài di. Đấy. Sau khi tìm hiểu về công đoạn phun cát áp lực và tạo hình, nghệ nhân Phạm Hồng Vinh giới thiệu cho chúng tôi công nghệ mài di với nhiều loại đá mài do chính người nghệ nhân này sáng tạo. Những loại đá này được sử dụng để mài lõm kính hoặc đánh bóng chi tiết nhỏ trên kính. Bên cạnh đó, nghệ nhân Phạm Hồng Vinh còn áp dụng nhiều công cụ mới nhằm tạo được những đường mài đẹp. Chú ơi, cháu thấy là chú đã tự tay là chế tạo ra rất là nhiều những cái công cụ để mà cho từng cái công đoạn trong cái quá trình mà làm tranh kính như thế này. Thì không biết là từ đâu mà chú có những cái ý tưởng cũng như là có những cái suy nghĩ tìm tòi. Ngay từ nhỏ là mình đã thích khoa học, thích sáng tạo rồi. Cho nên khi mà mình nhìn hoặc là mình muốn làm cái điều gì đấy là mình phải chế tạo ra công cụ, dụng cụ. Từ bé đến giờ là mình chế tạo ra rất nhiều các loại công cụ, dụng cụ. Có thể phay, có thể gọt, có thể là cắt, có thể nhuộm, có thể mạ. Tức là có rất nhiều những cái công nghệ mà đến bây giờ mình đúc kết là mình có đến khoảng 200 công nghệ. Thế cho nên là khi mà cần làm những cái chi tiết nhỏ thì mình phải chế tạo ra đá mài nhỏ. Nhỏ nữa có thể chế tạo ra máy khắc kính, khắc chữ ấy, tức là có thể cầm cái bút như thế này viết thành chữ. Đấy, hoặc là mình có thể làm ra những cái máy để mà nó tiện kính, nó tiện thành hình trụ hoặc là hình khối cầu. Để đợi lấy vào nhé. Là nó sẽ lõm cái mặt kính này, nó lõm mặt kính bầm, nó sẽ bóng xuống. Chú ơi, sau khi mà mình đã mài xong kính rồi thì mình chuyển sang công đoạn gì tiếp theo ạ? Sau khi mài xong rồi tạo các ma tre xong rồi thì mình chuyển sang công đoạn là bịt đề can một lần nữa để chuẩn bị cho một cái công đoạn sơn. Đấy, giờ chúng ta sẽ sang cái công đoạn bịt đề can. Đây, đi sang đây. Dán bịt đề can sau khi điêu khắc là công đoạn thứ 6 trong quy trình làm tranh điêu khắc kính. Những người thợ sẽ dùng các tấm đề can dán đè lên các khe rãnh trên kính để chuẩn bị cho công đoạn phun sơn hoặc vẽ. Sau khi tấm kính đã dán được chuyển đến khu sơn mài, những người họa sĩ tại đây sẽ bóc từng miếng đề can nhỏ để tô vẽ các chi tiết. Anh Phùng Văn Giáp, một trong những người thợ đầu tiên theo nghệ nhân Phạm Hồng Vinh để học nghề làm tranh kính. 10 năm theo đuổi loại nghệ thuật độc đáo này, Minh Giáp cũng là người được nghệ nhân Hồng Vinh rất tâm đắc khi truyền những bí kíp trong nghề. Anh ơi, cái này là mình đang làm cái công đoạn gì nè? Đây mình đang làm cái công đoạn cuối cùng là công đoạn sơn màu trên kính kỹ thuật. Sơn màu à? Vâng. Em thấy là mình đang sơn ngược từ đằng sau ra đằng trước không anh? Thế thì cái sự phối màu nó có gì khác biệt, nó có gì đặc biệt không ạ? Cái phối màu của tranh kính này nó khác biệt hoàn toàn so với tất cả các loại hình mỹ thuật khác. Tức là trên tranh kính thì sẽ vẽ ngược, vẽ mặt trái và xem mặt phải của tranh kính. Thế thì vẽ ngược đó thì trong những cái công đoạn mà nãy giờ tụi em cũng đã được tìm hiểu qua thì nó bắt đầu vẽ ngược từ cái công đoạn nào ạ? Vẽ ngược này là cái công đoạn đầu tiên là khi khách hàng chuyển cho mình một cái market mà một bức tranh mà họ yêu thích thì bắt đầu cái bức tranh đấy nó sẽ là bức tranh mình xem thuận mắt. Và cái công đoạn đầu tiên để mà vẽ được là công đoạn đồ họa lại vi tính cái bức tranh của khách hàng. Bắt đầu công đoạn đấy là bắt đầu công đoạn vẽ ngược đến từ vi tính đến lúc mình sơn là vẽ ngược hoàn toàn. Ví dụ như là những cái phần phối màu giữa những cái màu, ví dụ như ở đây có màu vàng, có màu đỏ như thế này, rồi. Thì anh sẽ vẽ màu nào trước
Nếu như màu vàng, màu đỏ thì màu vàng là màu sáng thì sẽ vẽ trước và màu đỏ sẽ vẽ sau. Khi đối với tranh kính như thế, và khi mình nhìn ở đây, mình nhìn mặt sau của tranh kính này thì cái màu đỏ nó là đằng trước màu vàng. Khi như mà tranh kính lật lên mặt phải thì cái màu vàng nó ở đằng trước màu đỏ, nó ngược lại như thế. Khi vẽ vào tranh kính thì tôi không nghĩ là nó phức tạp như thế. Và khi tôi đã bị vẽ sai sót một số chi tiết thì tôi bảo để tôi sửa, nhưng mà thực sự là không thể sửa nổi. Tại vì tranh kính đã hỏng rồi là phải tẩy đi làm lại toàn bộ. Trong một tác phẩm thì nó có những các cái luật nhất định, về luật xa gần này, tới luật sáng tối này, chiều của bức tranh này, điểm nghỉ của bức tranh này. Thế thì khi mà làm một bức tranh thì nó không phải là chi chít chỉ chịt, không thể là dày đặc được, mà phải có những cái điểm nghỉ để nó thoáng. Cái màu sắc, những cái vân đường nổi khác nổi ở trong kính nó lại càng nổi bật hơn nữa. Và đặc biệt là khi mà cái ánh sáng nó đi qua cái màu sắc và nó ra cái phản chiếu ra cái mặt trước thì rất là rõ nét. Đúng rồi. Bức tranh nó sẽ có chiều sâu. Nếu mình nhìn ra phía mặt đằng sau nữa, lúc này cũng rất đẹp, không khác gì mặt trước. Cái sơn này nó là các oxit kim loại hoặc là hydroxit kim loại, nó được thiêu kết và nó kết hợp phối với cả cái men thủy tinh. Đấy, sau khi người ta nung lên ra, người ta nghiền mịn ra, nó thành một cái loại bột màu. Với mỗi một cái oxit kim loại nhất định thì nó tạo ra một cái màu nhất định. Ví dụ oxit coban thì nó ra màu xanh coban. Đấy, thế rồi oxit niken thì nó lại ra một cái màu khác, màu xanh tím. Thế hoặc là những các cái màu vàng là oxit chì. Với cái chất liệu trên kính này ở 700 độ thì cái men thủy tinh này nó chảy hóa lỏng ra. Nó hóa lỏng ra và nó bám chặt với cái bề mặt kính lúc bây giờ cũng bị hóa lỏng và nó gắn kết được liền vào với nhau thành khối. Nó có thể vĩnh cửu, không bao giờ nó bạc được nữa. Và với cái điều kiện nóng ẩm mưa nhiều như ở Việt Nam thì cái tranh này nó rất là phù hợp. Theo chân nghệ nhân Phạm Hồng Vinh, chúng tôi đến với công đoạn cuối cùng để hoàn thành một bức tranh kính, đó là cho tranh vào lò nung. Đây là khâu quyết định sự thành công của bức tranh, bởi cho đến khi nghệ nhân Phạm Hồng Vinh tìm ra bí quyết nung tranh, đã có rất nhiều bức tranh bị đổ tung trước khi mở lò. Đây là hai vị thánh tranh điêu khắc siêu bền. Hai vị thánh, đây là thánh Phaolô và đây là thánh Phêrô. Đây, một người là cầm chìa khóa để gác cổng thiên đường. Thế còn đây là ông thánh Phaolô là cái người mà cầm cái kiếm. Chú ơi, cháu thấy là những cái bức tranh này có những cái đường nét với lại màu sắc rất là nổi bật và thể hiện được rất là rõ cái thần thái của những cái vị thần ở đây. Thì nếu mà được để ở trong cái nhà thờ và trong cái khuôn viên của một cái thánh đường thì chắc sẽ rất là đẹp, phải không chú? Đúng rồi, khi mà vào thánh đường ấy, nó có một cái không gian, có một cái không gian để chỉ đặt những cái bức tranh nào vào thôi. Cái không gian đấy là chính không gian của tranh kính và nó sẽ vô cùng đẹp. Và mình bây giờ có thể là mình sẽ dẫn các bạn đến cái nhà thờ Kim Lan, nơi mà đã có những cái bức tranh ở trên nhà thờ rồi. Dạ, vậy thì quá tuyệt rồi. Dạ, chúng ta đi nhé. Chú có thể giới thiệu cho tụi cháu được rõ hơn về những cái bức tranh ở đây cũng như là những cái họa tiết mà chú đã sử dụng được không ạ? Thờ này là thờ Đức Mẹ Maria. Đấy, đây là cái mảng chính ở đây. Thế còn xung quanh đây là các cái hoa văn, các hoa văn của châu Âu, và nó có những các cái ở giữa cái hoa văn là có chén thánh. Giữa các cái hoa văn này cháu nhìn thấy là có các cái chén thánh này, còn các cái cành lá ô liu này và các cái màu sắc để là biểu tượng của bên Thiên Chúa giáo. Có những cái phần mà mình
mình làm theo cái lối cổ đấy, tức là lối tranh của Sunglass ấy, hoặc là Tifali là những cái lối tranh cổ của châu Âu. Thế nhưng mà cũng có kết hợp những các cái mảng tranh, mảng lớn luôn, đại hơn, nó gần gũi, nó thân thiện hơn. Thì đấy là những các cái đặc sắc nhất của cái tranh kính nhà thờ Kim Lan ở đây. Vâng, vậy trước khi chú làm bức tranh này thì chú chắc hẳn cũng phải tìm hiểu rất kỹ về châu Âu đúng không ạ? Nhiều về cái Công giáo. Nếu mà nói về làm tranh Công giáo, đấy là những cái người đều có nằm ở trong gọi là kinh thánh, nó phải có. Thế mình phải hiểu được là từng cái cung đoạn của mỗi bức tranh là nó nằm ở cái giai đoạn nào thì mới hiểu được. Khi mà bước vào nhà thờ và nhìn những cái bức tranh kính của chú làm thì thật sự cũng cảm nhận được, hiểu được phần nào câu chuyện, và đặc biệt là thấy là chú khắc họa những cái nét mặt, cái gương mặt của những vị thần đó rất là chân thực. Thì không biết đó có phải là một trong những cái công đoạn mà khó nhất để mà có thể đưa được cái hình tượng của vị thần đó lên bức tranh kính của mình không ạ? Chú nói rất là đúng. Tất cả những người theo Công giáo thì người ta bảo phải là người Công giáo thì mới làm được tranh này. Thực ra phải là người hiểu đạo. Mình cố gắng mình học hỏi, mình hiểu đạo thì mình mới làm tranh nó mới đúng được. Đấy, cho nên là cái mà mình làm được là do mình phải đọc, phải nghiên cứu, phải tìm hiểu. Ngoài những các cái tranh ở trên các nhà thờ đấy thì còn những cái bức tranh ở bên Phật giáo là cũng rất là đẹp, nhiều tranh Phật giáo đẹp lắm. Đấy, thế thì sở dĩ làm được đẹp như thế là cũng phải tìm hiểu rất là sâu sắc về từng cái tích một. Đúng như là như chú nói thì thường thì khi mình nhắc đến tranh kính thì người ta sẽ nghĩ ngay đến những nhà thờ không ạ? Và nghe chú kể là ở bên Phật giáo thì chú cũng làm tranh kính thì cháu với em Linh rất là tò mò. Chắc là bây giờ nhờ chú dắt cháu với em Linh cùng đến một cái ngôi chùa mà có những bức tranh kính do chính chú làm được mà. Đúng, nhất trí. Đúng, nhất trí thôi. Mình sẽ dẫn các bạn đến một ngôi chùa ở gần xưởng của mình. Hôm nay thì có cái đoàn truyền hình, người ta muốn đến, người ta tham quan cái công trình về kính nghệ thuật ở chùa Viễn Sơn. Dạ. Một trong các cái sản phẩm đặc biệt của con. Dạ, vâng. Đã làm cho nhà chùa. Hai bức tranh này con làm đây là hai bức tranh hộ pháp. Vâng. Thầy có thể nói qua cho con về hai vị hộ pháp này không ạ? Nó là một cái nhân duyên. Thực ra thì thầy là người đi rất là nhiều nơi và các công trình tôn giáo của các tôn giáo khác họ dùng rất là nhiều tranh, nhất là bích họa, từ tranh vẽ trên tường, trên trần. Chùa miền Bắc là những ngôi chùa mà ít tranh vô cùng, thường là họ dùng tượng hoặc là đục chạm khảm, chạm khắc chứ không có dùng tranh. Cái người nghệ sĩ tài hoa thì họ sẽ thể hiện được hết được cái tinh thần trong cái nội dung bức tranh đó thông qua màu sắc và nhất là sự tương phản của ánh sáng. Ngoài việc nó thuận tiện, nó đẹp, nó còn dễ làm cho người ta thấy nó đẹp hơn khi buổi tối đến. Ban ngày thì ánh nắng từ bên ngoài chiếu vào thì người ta ở trong người ta nhìn thấy nó đẹp hơn. Bây giờ mời mọi người đi vào bức tranh. Thầy ơi, thầy có thể cho tụi con biết về cái nội dung của cái bức tranh được không? Ở trong cái lầu này gọi là lầu bát giác, nó có 8 cái cửa và có 8 cạnh. Thì có một cái cạnh là cửa ra vào thờ thì vẽ hai bức hộ pháp, còn đôi có 7 cửa khác, 7 cạnh khác thì là một cạnh là tất cả là 7 vị Bồ Tát. Đây là bức này là bức văn Phổ Hiền Bồ Tát. Đúng cái hạnh nguyện của mình, từ tay cầm thế tay cho đến binh khí hoặc là các vật cưỡi hoặc là các cái tọa cụ ngồi như đài sen, voi, sư tử thì phải thấy đẹp. Quý vị và các bạn thân mến, khi nhắc đến những bức tranh kính, người ta thường nghĩ đến những mảng màu được ghép lại với nhau và được trang trí ở trong các nhà thờ. Nhưng với sự sáng tạo cũng như là đam mê của mình thì nghệ nhân Phạm Hồng Vinh đã mang những bức tranh kính của mình vào đến với những ngôi chùa của Việt Nam và thể hiện trên đó tinh thần văn hóa dân tộc. Hy vọng là với sự đam mê và sáng tạo của mình thì nghệ nhân Phạm Hồng Vinh sẽ tiếp tục giới thiệu đến nhiều hơn nữa đến với bạn bè quốc tế những nét văn hóa của Việt Nam thông qua những tác phẩm tranh kính của mình. Và chương trình Khám phá Việt Nam lần này xin được khép lại tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình lần sau.